người lao động xong thì cuối năm chúng ta sẽ phải thực hiện cấp cho người lao động một cái được gọi là chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Nó thể hiện trên này đó là các thông tin về việc là người lao động đã bị khấu trừ thuế bao nhiêu tiền và đã tính trong kỳ các khoản thu nhập là như thế nào. Đây, ví dụ. Đây, ví dụ này lát nữa đến cái phần mà khai thuế của cá nhân chúng ta sẽ xem lại như các bạn nhìn này. Đấy. Thì cuối năm cá nhân sẽ yêu cầu công ty cấp một cái tờ như này. Tờ này nó sẽ có hết thông tin là công ty nào trả thu nhập cho ai và sẽ trả mức tiền là bao nhiêu tiền. Được chưa? Đó, sau đó thì công ty cũng ký nộp cái tờ điện tử này bình thường. Rồi. Và phần thứ hai mà tôi dẫn chúng ta là các cái bước để khai quyết toán thuế. Thì phần này tôi xin phép là tôi sẽ hướng dẫn chúng ta theo hướng là như này. Thứ nhất là về tổng thể thì nó có các bước ở đây. Thế nhưng để minh họa cho nó thì tôi xin phép là tôi sẽ minh họa trên cái kê khai của tôi, đúng không ạ? Để cho chúng ta nhìn nó trực quan. Còn nếu mà nói như hay không thì có khi chúng ta cũng cứ ảo ảo, chúng ta cũng không hiểu hết đâu. Nhưng mà mọi người nhớ cho tôi này. Như vậy thì sau khi trong hàng tháng hàng quý chúng ta đã thực hiện khai các tờ khai thuế xong thì cuối năm nó sẽ phát sinh một thủ tục, đó là cần phải hiện quyết toán thuế. Được chưa? Như vậy phần tiếp theo chúng ta phải xem đó là vậy cuối năm thì công ty quyết toán thuế như thế nào? Hay nói cách khác, tức là nếu mà để mà ra được một cái bộ hồ sơ quyết toán, đúng không ạ? Để ra được một cái bộ hồ sơ quyết toán thuế như thế này, mẫu 05 quyết toán thuế ở đây này. Đấy. Thì công ty sẽ phải làm những cái động tác gì? Thì trên cái phần flow này của chúng tôi có bốn cái động tác phải làm. Đầu tiên là thu thập thông tin, thứ hai là tổng hợp thu nhập, thứ ba là lập tờ khai quyết toán và thứ tư là nộp tờ khai. Đây là bốn bước chính để làm tờ khai. Đúng không ạ? Thì trong bốn cái bước này thì sẽ có cái bước đầu tiên, đó là bước thu thập thông tin của người nộp thuế. Đấy. Thì các cái thông tin này các bạn sẽ nhìn thấy rằng là nó có thông tin về mã số thuế, căn cước, được chưa ạ? Và những cái này thì nếu mà thông thường ở các công ty khác thì các công ty sẽ có một cái được gọi là sổ quản lý lao động. Sổ quản lý lao động thì mọi người có thể khai thác thông tin từ sổ quản lý lao động để chúng ta lấy những cái thông tin này. Và trong này thì nó xuất hiện ra một cái mới, đấy là cái đoạn liên quan đến ủy quyền quyết toán thuế. Được chưa nhỉ? Đấy. Thì cái phần mà riêng cái phần ủy quyền quyết toán thuế này thì phần này thì tôi sẽ để cho chị Loan hướng dẫn chúng ta, tại vì chị Loan hướng dẫn vào một cái sơ đồ rất là hay. Đấy. Thế nhưng chúng ta nhớ này, là đầu tiên chúng ta xác định rằng đâu là những người lao động trong công ty trong kỳ, tập hợp hết thông tin như này. Đó. Sau đó chúng ta xem trong số những người này thì người nào là người đủ điều kiện để có thể ủy quyền quyết toán. Được chưa? Thì chúng ta sẽ ủy quyền cho công ty thực hiện quyết toán thay. Còn thực trạng gần đây thì có một số cái sai sót xảy ra trong quá trình mà thu thập thông tin người lao động. Ví dụ như là cá nhân có hai mã số thuế thì phải đóng mã số thuế sau đi này. Hoặc là ví dụ như hiện nay thì người ta đang tiến tới là đồng bộ chuẩn hóa lại mã số thuế cá nhân và mã số định danh của cá nhân. Và tương lai thì người ta sẽ bỏ mã số thuế cá nhân đi. Đấy thì người ta chỉ sử dụng mã định danh là mã số thuế thôi. Đấy thì sắp tới người ta thay đổi thông tin này như thế nào? Chúng tôi cũng có hướng dẫn đây rồi. Được chưa? Thứ ba là về cái thời gian giảm trừ thì chúng ta xem ở đây. Đấy.